Xin chào tất cả anh em nhé. Đây mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu xe mini cỡ nhỏ. Đây, giới thiệu. Đây, cái xe tầm máy thì nó đây, hàng đập hộp nhá, hàng tất cả hàng mới. Anh em có nhu cầu là mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình đây. Mình sẽ đây mình giới thiệu cho anh em cái này, xe này nhỏ mà nó tầm 80 cân coi lại nha anh em nhá. Đấy. Mình giới thiệu chi tiết. Cái này là không có đè nhanh nhanh, giật tay, lổ đấy. Xe rất là đẹp đấy. Hàng vừa đập hộp nguyên thùng. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem sơ qua cái máy nó như nào. Đây, hai phanh đầy đủ hết nhé. Phanh tay. Còn anh em là lúc nào giật lổ thì anh em giật kéo lổ đây đấy. Xe rất là đẹp, hàng mới, nhựa xốp luôn đấy. Cái này là xe có ở như là cái xe mà cái thằng mau đệ đệ nhỏ nhỏ ấy. Đấy, thì là mình hay bán cái dòng như thế. Nay mình sẽ giới thiệu sơ qua cái dòng này như vậy thôi. Đấy, rất chi đẹp, nhỏ gọn cho mấy anh em con mua về cho trẻ con nghịch. Đấy, công suất đây. Lúc nào nó lổ rồi anh em đây, lúc tắt đây. Đấy. Còn chi tiết xe rất chi là khỏe khoắn và rất chi là hay. Đấy. Đây con mình. Đấy. À, tí trèo lên xem nào. Đấy. Rất chi đẹp luôn. Đấy. Nhỏ con. Ê, cỡ con như mình 3 tuổi. Như anh em nào 5 6 tuổi ngồi lên là rất chi đẹp. Đấy, quay chi tiết sơ qua. Đấy. Cái này là xăng pha nhớt cho anh em nhá. Đấy. Và anh em đổ xăng rồi pha nhớt như cái máy cắt cỏ con ấy. Đấy, nó đi theo thì nó có tất cả bộ đồ hết, là tô vít rồi tân tật đủ hết. Và anh em gắn cái là không cần phải mượn đồ đâu cả. Đấy. Rất chi hay luôn. Mình chỉ giới thiệu sơ qua. Anh em có nhu cầu là thì liên hệ trực tiếp với mình. Số điện thoại 0983198883. Giá rẻ thôi, 3 triệu rưỡi bao ship tận nhà luôn. Giá khuyến mãi, còn giá sau này anh em có nhu cầu này, mua thì lại liên hệ với mình nhá. Còn hàng thì không phải cọc đâu, mình ở Bắc Giang, hàng ship COD toàn quốc nhá. Anh em lưu ý hàng ship COD toàn quốc luôn. Xe rất chi đẹp, nó có rất nhiều màu để cho anh em lựa chọn, màu xanh, đỏ, rồi màu đen. Đấy. Rất chi khỏe, trọng lượng có thể ngồi đến 80 cân được. Đấy. Rất chi hay. Từng chi tiết hàng mà anh em lưu ý toàn hàng mới, mình không có hàng cũ đâu nhá. Đấy. Chi đẹp. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nhá. Rồi chào tất cả anh em.